bảy loại hoa nên thắp hương ngày 23 tháng chạp để cả năm tiền vàng ùn ùn kéo tới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian thì cái ngày 23 tháng chạp là cái thời điểm quan trọng để thắp hương, để dâng lễ lên ban thờ thần linh gia tiên, đồng thời cũng là cái nghi lễ để tiễn ông công ông táo về trời. Trước là để tỏ cái tấm lòng thành kính, sau là cầu mong cho các vị phù hộ cho gia đạo được an khang, may mắn. Với cái ý niệm là ra hoa kết trái, thì hoa là một cái thứ không thể thiếu trên ban thờ trong cái ngày cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp. Nó biểu trưng cho những cái gì linh thiêng và đẹp đẽ nhất để dâng cúng lên các vị thần linh gia tiên cũng như là táo quân. Nhưng quý vị có tin rằng cái việc chọn đúng loại hoa để thắp hương có thể khiến cho thần tài gõ cửa, bình an, may mắn, tài lộc vây quanh gia đình hay không? Nếu chọn sai loại hoa có thể sẽ gặp phải những cái điều hối tiếc vì đã phạm phải những cái sai lầm đại kỵ trong tâm linh. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng các bạn, quý vị và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình về những loại hoa tốt lành dùng để thắp hương trên ban thờ ngày cúng ông công ông táo để được cầu mong may mắn, bình an đến với cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên, chúng ta hãy cùng xét về cái ngày 23 tháng chạp nên thắp hương hoa gì để phúc lộc ùn ùn kéo tới, may mắn suốt cả năm. Quý vị thân mến, theo tục lệ thờ cúng của người Việt thì bên cạnh khói nhang, mâm lễ hoặc là mâm lễ mặn hoặc là mâm lễ ngọt ấy, tùy theo cái quan niệm của từng gia đình, chén nước chén trà thì một bình hoa đẹp là cái thứ không thể thiếu được trên ban thờ gia tiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên đặt hoa gì trên ban thờ để mang lại cái may mắn, tài lộc và sức khỏe cho cả gia đình. Mỗi một vùng sẽ có những cái quan niệm khác nhau về việc lựa chọn cái loại hoa thờ cúng tùy theo cái thứ hoa mà ở khu vực đó đang có. Nhưng mà tự chung lại ấy, thì một số các loại hoa được cho là phù hợp để cúng ông công ông táo cũng như là thắp hương gia tiên. Một số loại hoa lại phạm phải những điều kiêng kỵ vì cái tên, vì cái sự tích của loài hoa, vì cái mùi hương của loài hoa ấy nó không mang cái ý nghĩa tốt lành. Kính thưa quý vị, theo văn hóa tâm linh phương Đông thì bàn thờ là nơi đại diện của thần linh. Đây không chỉ là cái nơi để thờ cúng tổ tiên mà còn là một trong những nơi giúp chúng ta thu hút thêm cái tài lộc, may mắn và cái hồng phúc. Bởi vậy, cái việc dọn dẹp ban thờ không phải là một cái công việc đơn giản. Hàng năm, trước khi bước sang năm mới thì vào cái lễ cúng ông công ông táo thì các gia đình Việt thường có một cái nghi lễ rất quan trọng, đó là lễ lau rửa bát hương ban thờ và dọn dẹp ban thờ cũng như là tỉa chân nhang. Theo quan niệm Phật giáo thì đây gọi là cái lễ bao sái. Đây là dịp để gia chủ lau dọn bàn thờ chuẩn bị đón năm mới. Nhưng nếu mà vô tình phạm phải những cái sai lầm khi dọn dẹp bàn thờ thì gia chủ có thể rước họa vào thân, tán gia bại sản, tự phá tan đi cái may mắn và cái tài lộc tốt lành của mình trong suốt năm sau. Vì vậy, trước khi thắp hương, trước khi dâng lễ, trước khi tiến hành công việc là thờ cúng thì chúng ta cũng cần phải dọn dẹp ban thờ sạch sẽ để gì cái không gian thờ cúng nó được thơm tho, sạch sẽ và trang nghiêm. Khi đó thì cái việc thờ cúng, cầu mong nó mới được linh ứng. Và để lựa chọn cái vật liệu để lau dọn ban thờ thì đầu tiên quý vị cũng cần phải có một cái khăn sạch nhé, cái khăn sạch, khăn mới để chúng ta lau dọn. Đó, không dùng chung cái loại khăn cũ, khăn bỏ để lau dọn ban thờ. Thứ hai là quý vị hãy sử dụng một cái nước lau dọn ban thờ Nhất Tâm Hương để lau dọn ban thờ cho được sạch sẽ và thơm tho. Cái nước Nhất Tâm Hương này nó bao gồm các thành phần là quế, hồi, chanh xả, bạch đàn, bồ hòn. Đó, nó là cái loại nước gì ngũ vị hương tự nhiên để lau dọn ban thờ. Bên cạnh đó, bên cạnh việc lau dọn ban thờ thì cái nước lau dọn ban thờ này nó còn làm sạch cái không gian thờ cúng, nó ngăn ngừa nấm mốc và xua đuổi côn trùng, giúp cho cái không gian thờ cúng được linh thiêng hơn, đấy, thơm tho hơn, sạch sẽ hơn và các cụ về ngự sẽ được lâu hơn. Đấy, cái khăn sạch và cái chai nước Nhất Tâm Hương thì cũng sẽ được đi kèm với nhau khi quý vị thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương, đấy, lau dọn ban thờ cho được sạch sẽ, thơm tho. Đấy, tiến ông công ông táo cũng là đón một cái Tết năm mới được bình an, may mắn. Các cụ sẽ về ngự lâu hơn và thu hút cái tài lộc được nhiều hơn. Thưa quý vị, và phần tiếp theo chúng ta cùng xét về những loại hoa nên dâng cúng lên ông công ông táo vào cái ngày 23 tháng chạp để được tài lộc dồi dào, bình an, may mắn, phúc lộc quanh năm.
Cái hoa đầu tiên mà chúng ta cùng xét đến đó chính là hoa sen. Quý vị thân mến, hoa sen là một cái loại hoa gọi là quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen có cái mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng, tượng trưng cho cái ý chí kiên cường, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, mọi chông gai, mọi thử thách. Ngoài ra, hoa sen nó còn có ý nghĩa mang lại cái tài lộc, may mắn cho cả gia đình. Hoa sen là cái loài hoa gần gũi, nhưng không kém cái phần thanh cao. Ý nghĩa của hoa sen trong tâm thức của người Việt là cái biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng. Số hoa sen được nhiều người xem là quốc hoa của Việt Nam, tượng trưng cho cái khí phách, cho cái bản sắc, tâm hồn của người Việt. Hoa sen có vai trò là một cái vị trí đặc biệt về tâm linh và văn hóa thờ cúng của người Việt. Từ bao đời nay, hoa sen đã đi vào lòng người, đi vào cái cuộc sống và cái văn hóa của người Việt. Ngắm hoa sen, ta có thể dễ dàng nhận thấy ngay cái hình ảnh của những người Việt Nam chân thật, thật thà, chất phác. Loài hoa này được coi là quốc hoa của Việt Nam. Bông hoa sen quá đỗi quen thuộc và gần gũi với người dân. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cái hình ảnh những hoa sen rực rỡ, màu sắc hồng, đỏ và xanh mướt ở những làng quê Việt Nam. Cũng như là gì, trong các dịp lễ ngày rằm ngày mùng 1 thì trên chợ hoa cũng không thiếu cái loại hoa này. Ý nghĩa của hoa sen gắn liền với cái hình ảnh trong cái đầm, đúng không ạ? Nơi mà tượng trưng cho ý nghĩa về xã hội, mà bên trong có những cái chất làm cho thân, tâm dễ bị ảnh hưởng bởi những đức tính xấu. Đối với người dân Việt Nam thì hoa sen mang cái ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của văn hóa. Hình ảnh bông hoa sen gắn liền với đời sống thôn quê, dân dã nhưng lại vô cùng gần gũi, gắn liền với cái sự mạnh mẽ, kiên cường vượt qua những nghịch cảnh của người Việt trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Theo quan niệm của Phật giáo thì hoa sen còn mang cái ý nghĩa về tâm linh và tôn giáo. Bông hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng, không bị vế bẩn bởi những cái điều xấu. Cái sự hình thành của hoa sen nó diễn ra theo quy luật nhân quả, đúng không ạ? Sen có cả nụ, cả hoa, cả hạt. Hoa sen nở tượng trưng cho quá khứ, đài sen thì tượng trưng cho hiện tại và hạt sen thì là tượng trưng cho tương lai. Tất cả đều là cái sự nối tiếp liên tục với nhau. Vì vậy, hoa sen đã trở thành cái biểu tượng trong nghệ thuật, trong Phật giáo của người phương Đông. Nó tượng trưng cho vẻ đẹp thần bí, huyền ảo, tư tưởng thầm kín. Hình ảnh Đức Phật được mô tả là ngồi trên cái đài sen với cái tư thế là liên hoa tọa. Đấy. Đây cũng là cái tư thế ngồi thiền định giảng kinh của các tu sĩ Phật giáo sau này. Thế ngồi này sẽ giúp cho con người có được cái sự an tịnh của thân, tâm, hỗ trợ trong quá trình thiền định. Hoa sen trắng có 8 cánh là đại diện cho bát chánh đạo của nhà Phật, thường gắn liền với các vị thần. Khi ngắm cái hồ sen qua tuệ nhãn của mình ấy, thì Đức Phật thấy giữa cuộc đời này có nhiều cái hạng căn cơ khác nhau. Có căn cơ thấp như là khi sen còn trầm luân dưới đáy bùn, có những căn cơ cao như là khi đã vươn lên thành hoa và đón nhận cái ánh sáng của ngày mới. Xuất phát từ cái ý nghĩa sâu xa trong tư tưởng Phật giáo nên hoa sen cũng đã trở thành một cái loại hoa gần gũi thuần khiết đấy, nên được người dân phương Đông đặc biệt coi trọng, đặc biệt là trong cái ngày lễ rằm mùng 1, ngày Tết cũng như là gì, cái ngày lễ Phật và cái ngày lễ cúng ông công táo, thì hoa sen là một cái loại hoa mà cao quý, dâng lên ban thờ gia tiên sẽ giúp cho thần linh gia tiên cũng như là các vị thần Phật được gì, cảm thấy là ấm lòng hơn và sẽ ở lại phù hộ cho con cháu lâu hơn. Đó là loại hoa đầu tiên mà chúng ta phải kể đến. Tiếp theo là hoa thứ hai mà sẽ được dâng cúng thường xuyên vào cái dịp rằm mùng 1, ngày lễ, ngày Tết, đặc biệt là ngày 23 tháng Chạp, thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cái loại hoa này. Đó chính là hoa cúc vàng. Hoa cúc được coi là cái biểu tượng của sự sống trường tồn, mang đến cái may mắn, mang đến cái tài lộc vào nhà. Thì ngoài ra, hoa cúc vàng nó có thể là thể hiện cho cái lòng hiếu thảo, tôn kính của con cháu đến các vị thần linh tổ tiên, ông bà đã khuất, vẫn luôn giúp đỡ và phù trợ cho mọi người vượt qua những khó khăn trong suốt một năm vừa qua. Hoa cúc vàng nó không chỉ đẹp mà nó còn có nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái biểu tượng sâu sắc. Chính vì thế, cái loại hoa này được lựa chọn yêu thích đặc biệt vào cái dịp lễ Tết ngày rằm ngày mùng 1, ngày giỗ ngày chạp. Và đặc biệt là trong cái ngày 23 tháng chạp tới đây, thì khi sử dụng cái lễ cúng ông công ông táo, quý vị có thêm một cái bình hoa cúc bên cạnh cũng sẽ mang lại được cái điều may mắn, tài lộc cho cả gia đình suốt một năm sau. Thưa quý vị,
Từ trước đến nay thì cái màu vàng luôn được coi là cái màu sắc mang lại nhiều cái may mắn, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết khai trương. Cái sắc vàng rực rỡ tượng trưng cho cái tài lộc, tiền tài, lời mong cầu về một cái khởi đầu suôn sẻ. Hoa cúc vàng có ý nghĩa thu hút những cái điều may mắn, cái sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ. Hoa cúc vàng theo sự tích dân gian ấy, thì hoa được ra đời nhờ sự thông minh và cái tấm lòng hiếu thảo, khát khao thêm tuổi thọ của người mẹ nên đã xé cánh ra thành nhiều cánh nhỏ hơn. Chính vì thế, những cái cánh hoa xếp khít vào nhau như cái lời mong cho cái sự trường thọ. Đây cũng là cái biểu tượng của cái tấm lòng hiếu thảo của con người với các bậc gia tiên thần linh và nuôi dưỡng cái tâm nguyện cầu mong những điều may mắn sẽ đến với mọi người trong gia đình. Với cái ý nghĩa này thì hoa cúc vàng cũng được trưng trong các dịp đặc biệt như là đám giỗ, ngày Tết, đám tang, thể hiện cái sự biết ơn, kính yêu, tôn trọng với những người đã khuất. Trong cái dịp đặc biệt như ngày lễ Tết Dỗ Chạp ngày 23 tháng Chạp cũng ông Công Táo thì nhiều gia đình thường trang trí cắm hoa cúc tại nhà. Những cái dịp này thì thường là cái thời điểm mà gia đình và người thân sum họp, quây quần và tận hưởng những cái khoảnh khắc đoàn viên. Cái màu sắc tươi sáng của những bông hoa cúc cũng góp phần làm cho cái không khí nó trở nên ấm áp, hạnh phúc và thêm gần gũi. Hoa cúc vàng được coi là cái biểu tượng của sự thanh cao và quyền uy của các bậc đế vương. Cái việc trang trí hoa cúc vàng trong các dịp lễ Tết, Dỗ Chạp và ngày ông Công ông Táo ấy, với cái hy vọng tạo ra cái sự giàu sang và thịnh vượng cho cả gia đình suốt một năm sau. Với cái màu sắc rực rỡ tươi tắn, hoa cúc vàng vô cùng là phù hợp để trang trí cho cái không gian thờ cúng. Bên cạnh đó, cái hương thơm nhẹ nhẹ của loại hoa này cũng sẽ giúp thanh lọc cái không khí, giúp cho gia chủ có thể là giải tỏa cái sự căng thẳng trong cái cuộc sống thường ngày. Vậy nên đây cũng là một cái loại hoa mà không thể thiếu trên cái mâm lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Đây cũng là một cái loại hoa phổ biến nên là quý vị có thể mua ở bất kỳ nơi đâu. Để có thể là trong siêu thị hoặc là ngoài chợ hoặc là ngoài đồng hoa cũng rất là nhiều. Một số người còn tự trồng được cái loại hoa này để gì dâng cúng lên ông bà tổ tiên cũng là một cái điều cực kỳ đáng quý. Đó là cái loại hoa thứ hai mà chúng ta nên thắp hương cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Tiếp theo cái loại hoa thứ ba mà quý vị cần phải quan tâm đó chính là cái hoa đồng tiền. Kính thưa quý vị, hoa đồng tiền là loại hoa được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng bởi chúng mang đến cái tiền tài, thịnh vượng và cái may mắn cho gia chủ. Không những thế, hoa đồng tiền còn mang cái ý nghĩa về sức khỏe, tuổi thọ lâu dài, bình an cho các thành viên trong gia đình. Nên đây cũng là một cái loại hoa đặc trưng được sử dụng vào cái nghi lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Với cái cầu mong là suốt năm được bình an may mắn, tài lộc vây quanh suốt một năm sau. Hoa đồng tiền là cái loại hoa có nhiều màu sắc rực rỡ, dễ thích nghi và phát triển tốt nên là rất được nhiều người ưa chuộng. Mọi người thường sử dụng cái hoa đồng tiền trong các dịp trang trí, trong dịp lễ Tết Dỗ Chạp, đặc biệt là trang trí trong phòng khách. Hoa đồng tiền có hình dáng gần giống như hoa cúc, chúng có hai loại dạng cánh hoa lưỡi và cánh hình ống. Cánh hoa hình lưỡi có kích thước lớn hơn, thường xếp thành cái vòng tròn mọc bên ngoài, cánh hoa hình ống nhỏ hơn và mọc ở bên trong. Khi hoa nở sẽ mọc cánh hoa hình lưỡi trước rồi mới đến cánh hoa hình ống. Ở giữa thì có tâm hoa hay còn gọi là mắt hoa. Không chỉ mang vẻ đẹp tươi sáng rực rỡ, hoa đồng tiền còn mang trên mình nhiều cái ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Trong những dịp Tết đến xuân về thì hoa đồng tiền mang cái ý nghĩa là tài lộc, may mắn và hạnh phúc. Vậy nên đây cũng là một cái loài hoa quý được sử dụng để dâng lên ông Công ông Táo trong cái dịp 23 tháng Chạp. Từ xa xưa thì mọi người đều tin rằng vào ngày Tết có một cái chậu hoa đồng tiền trong nhà cũng sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều cái thành công. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho hóa giải những cái điều xấu, mang lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ. Không chỉ vậy, hoa đồng tiền còn mang cái ý nghĩa là hạnh phúc. Trang trí hoa đồng tiền vào cái dịp Tết đến xuân về với cái mong cầu chúc cho gia đình được năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc tràn đầy. Cái hoa đồng tiền nó sở hữu cái màu sắc rực rỡ, đầy tươi vui, chính là cái biểu tượng cho cái cuộc sống đầy đủ viên mãn hạnh phúc. Những bông hoa đồng tiền được ví như là một trái tim ngây thơ của những đứa trẻ, luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn biết ơn với những cái gì mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Đồng tiền là cái loài hoa tượng trưng cho cái sự may mắn và tài lộc. Ý nghĩa này của hoa đồng tiền không chỉ bắt nguồn từ tên gọi đồng tiền,
mà nó còn bởi cái màu sắc của hoa này. Hoa đồng tiền có nhiều cái màu sắc rực rỡ như là đỏ, vàng, cam. Đây đều là những cái màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, hỷ sự và cái tài lộc. Trong dịp cuối năm 2023 năm Quý Mão thì cái dịp cúng ông Công ông Táo cũng là một cái thời điểm thích hợp để chúng ta dâng cái hoa đồng tiền lên ông bà tổ tiên. Đồng thời trong cái dịp Tết đến xuân về thì có một cái chậu hoa đồng tiền trong nhà cũng sẽ giúp cho gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều cái thành công. Bên cạnh đó, nó còn giúp hóa giải những cái điều xấu và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Không chỉ vậy, hoa đồng tiền nó còn mang cái ý nghĩa là hạnh phúc. Trang trí hoa đồng tiền trong cái dịp Tết cũng mong muốn cầu chúc cho gia đình sang năm mới được bình an, may mắn, hạnh phúc tràn đầy. Đó là cái loài hoa thứ ba mà chúng ta không thể thiếu khi mà dâng cúng ông Công ông Táo trong ngày 23 tháng Chạp. Thứ tư là hoa lay ơn. Kính thưa quý vị, hoa lay ơn hay còn được gọi là hoa kiếm lan ấy, có ý nghĩa là hạnh phúc, ấm áp, tình cảm gắn bó keo sơn. Ngoài ra, với cái hình dáng như cây kiếm nên là hoa lay ơn cũng có ý nghĩa xua đuổi tà khí, xua đuổi những cái điều xấu xâm nhập và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Cái dịp cận Tết này thì gia chủ sẽ thấy ngoài đường phố ngập tràn cái loại hoa lay ơn. Đây cũng là cái loại hoa phổ biến đấy, được nhiều người ưa thích và mua về để trang trí trong nhà, đặc biệt là trong cái nghi lễ cúng ông Công ông Táo. Hoa lay ơn có thân tròn dài, không có nhánh, lá có màu xanh bóng, cứng, nhỏ giống như cái lưỡi kiếm, xếp thành hai cái dãy so lên nhau. Khi mà hoa nở sẽ có hình phễu, nhị thì gắn ở đáy, mọc thành cái chuỗi nở từ dưới lên trên. Mỗi bông hoa có từ 5 cánh mỏng như là cánh bướm đấy, xếp chồng lên nhau. Loài hoa này có nhiều cái màu sắc như là cam, đỏ, vàng, hồng phấn. Một cành cây dài từ 40 đến 80 cm sẽ có khoảng 20 đến 25 bông và sẽ rất lâu tàn. Loài hoa này đặc biệt cắm vào bình cao như cái lục bình ấy, trên bàn thờ tổ tiên cũng sẽ rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Hoa lay ơn còn có một cái tên khác là hoa lan kiếm. Theo phong thủy thì sẽ có những cái tác dụng xua đuổi tà khí và xua đuổi những điểm xấu. Thường là vào ngày Tết thì các chị em thường hay chọn hoa lay ơn màu đỏ hoặc màu vàng vì nó tượng trưng cho những cái điều may mắn cho năm mới. Nhiều người Việt cũng tin rằng cắm hoa lay ơn trong ngày Tết chính là đem lại cái vượng tài cho gia chủ. Ngoài ra, cái loại hoa đài các này còn được dùng để thờ cúng lên ông bà tổ tiên, lên ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Nó thể hiện cái tấm lòng thành kính, biết ơn, kính trọng cái thế hệ đi trước. Trong cuộc sống từ xưa cho đến hiện đại thì loài hoa lay ơn đã mang rất nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Từ một loài hoa bình dị cho đến cái loài hoa lay ơn bây giờ, nó cũng là cái biểu tượng cho cái danh dự và sự ghi nhớ của bản thân đến những người xung quanh. Vì thế, hoa thường được sử dụng trong các buổi lễ đặc biệt và loài hoa được trồng nhiều ở các quốc gia khác nhau. Loài hoa này còn được xem là cái thanh kiếm cho một tình yêu, bởi lá của nó dài giống như một cái lưỡi kiếm. Do đó, người ta cho rằng hoa lay ơn tượng trưng cho tình yêu thầm kín và mong ước được gặp mặt và che chở cho đối phương trong tương lai. Đồng thời, hoa còn mang cái ý nghĩa của sức mạnh cá nhân, luôn vươn lên trong cuộc sống. Bông hoa mang đến cho các bạn muốn thể hiện cái sự trung thành và cái lòng say mê nhiệt huyết. Và cái điều đó nó cũng sẽ giúp cho con người không bao giờ bỏ cuộc. Loài hoa lay ơn có rất nhiều và rất đa dạng, thể hiện qua từng cái màu sắc khác nhau. Với nhiều quốc gia thì mọi người biết đến nhất là cái tượng trưng cho cái danh dự và cái sự ghi nhớ. Nó cũng là cái biểu tượng của sức mạnh cá tính, trung thành, chân thành và vẹn toàn. Hay ở nước ta thì cái hoa lay ơn này nó được xem là cái loài hoa mang lại cái sự vượng tài cho gia chủ. Theo ông bà xưa để lại thì khi mở thắp hương cái bông hoa kiếm lan, bông hoa lay ơn trên bàn thờ hoặc là bày trong nhà thì nó cũng có cái tác dụng là xua đi những điểm xấu, mang lại cái may mắn và cái tài lộc cho gia chủ. Đó. Quý vị thân mến, một trong những cái điều mà ngày Tết mà quý vị thường lưu ý, thường quan tâm là loài hoa cắm trên bàn thờ làm thế nào để cho được lâu, giữ được thơm lâu hơn đúng không ạ? Thơm lâu và để tươi lâu hơn trong những ngày Tết. Thì vào những ngày Tết, ngày lễ, ngày giỗ chạp ấy, muốn hoa được tươi lâu hơn thì quý vị có thể sử dụng cái nước bóc sái ban thờ nhất tâm hương. Cái nước này nó cũng sẽ có những cái dung dịch, những cái khoáng chất giúp cho cái hoa nó tươi được lâu hơn, nó lưu giữ được cái hoa tươi lâu hơn tầm 5 đến 7 ngày. Vì vậy mà quý vị có thể sử dụng cái nước nhất tâm hương này,
nó vừa làm cho cái không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ. Khi xịt vào hoa ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho hoa được tươi lâu hơn. Giúp cho những ngày Tết thì chúng ta có thể là gì? Giữ được bình hoa tươi. Đấy, nó thể hiện được cái sự là trân trọng thành kính với các bậc gia tiên và thần linh. Đấy, quý vị có thể thỉnh cái chai nước nhất tam hương bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh chai nước nhất tam hương mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến loài hoa thứ 5 mà chúng ta có thể dâng cúng lên ông công ông táo cũng như là trang trí vào ngày Tết. Quý vị thân mến, loài hoa thứ 5 đó chính là hoa mai. Kính thưa quý vị, hoa mai là cái loài hoa mang cái ý nghĩa của phú quý, may mắn. Gia chủ cúng hoa này sẽ nhận được nhiều cái phước lành, suôn sẻ và hạnh phúc cả năm. Nếu như mà lựa chọn cành hoa càng nhiều cành, nhiều bông, nhiều cánh thì lại càng mang lại cái may mắn và tài lộc sung mãn cho gia đình. Một số nơi còn cho rằng cái loài hoa mai này nó thể hiện cái lòng hiếu thảo, vui tươi và xua đuổi cái tà ma chướng khí xâm nhập vào gia đình vào cái dịp cuối năm cũng như là trong dịp đầu năm mới. Thưa quý vị, đã từ lâu hoa mai được mọi người chiêm ngưỡng và tượng trưng cho những cái gì đẹp đẽ nhất. Nó nằm trong cái bộ tứ quý là tùng cúc trúc mai. Đó, mỗi khi hoa mai nở là lúc mà mọi người hớn hở. Đấy, đó chính là cái dấu hiệu của mùa xuân đang về. Ở miền Bắc thì có hoa đào, thì miền Nam thì có hoa mai. Cái màu vàng của hoa mai đã từ lâu được xem là cái biểu tượng cho sự giàu có, giàu sang, phú quý, hạnh phúc tràn đầy. Mang một cây hoa mai về nhà vào cái dịp Tết đồng nghĩa là với cái việc là mong muốn có được cái tài lộc, giàu sang, phú quý. Theo quan niệm của nhiều người, nhà nào mà có hoa mai nở càng nhiều cánh ấy, thì càng may mắn và sung túc cả một năm. Cây mai có rễ cắm sâu vào lòng đất, không bị gục ngã trước sóng gió. Nó cũng có thể chịu đựng được những cái loại thời tiết, kể cả những loại thời tiết khắc nghiệt nhất. Bởi vậy, cây mai còn tượng trưng cho cái phẩm đức nhẫn nại và cái đức hy sinh cao cả, cái sự bền bỉ của người Việt nói chung. Bên cạnh đó, mai còn là một cái biểu tượng cho cái sự quyền quý, cho cái sự cao sang. Hoa mai là một trong loài hoa âm hưởng của cái Tết cổ truyền. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì những cánh rừng mai cũng được nở rộ, khoe sắc, báo hiệu một năm mới đã đến. Cái màu vàng của hoa mai nó tượng trưng cho cái sự hy vọng, cũng tượng trưng cho cái sự giàu sang phú quý. Chính vì thế mà gia đình nào cũng nên trang trí cái hoa mai với cái hy vọng có một cái năm mới phát tài phát lộc, gia đình thì ấm êm và hạnh phúc. Đó là cái loài hoa thứ 5 mà chúng ta có thể sử dụng để trên dâng cúng ông công ông táo trong cái dịp lễ Tết. Và thứ 6 đó chính là hoa đào. Quý vị thân mến, hoa đào từ lâu đã trở thành một cái loại hoa truyền thống không thể thiếu vào trong cái ngày Tết cổ truyền của người Việt. Hoa đào sở hữu một cái vẻ đẹp rực rỡ và mang nhiều cái ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán. Hoa đào ngày Tết nó không chỉ mang cái sắc hương rực rỡ để tô điểm cho thêm cái không gian ngày Tết, mà hoa đào nó còn bao hàm nhiều cái ý nghĩa được gửi gắm từ bao đời của người Việt vào cái ngày Tết cổ truyền. Hoa đào chính là cái tinh hoa của ngũ hành, vẻ tươi thắm và cái sắc độ màu sắc của hoa từ xưa đến nay đã được xem như là gì, hoa ngũ hành của trời đất. Ý nghĩa của hoa đào trong phong thủy chính là nó giúp xua đuổi cái bách khủy cũng như là gì, những cái điều không hay đến với gia đình trong năm mới, từ đó mang lại cho gia đình một cái năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở của hoa đào. Hoa đào thường nở vào đầu mùa đông xuân, mùa của cái sự sinh sôi nảy nở. Hoa đào khoe sắc cho một cái năm mới sẽ làm cho con người thêm hy vọng về một cuộc sống tốt lành và sẽ gặp được may mắn, mở ra một cái chặng đường mới trong tương lai được thuận lợi, may mắn nhiều hơn. Cái biểu tượng cho sự hòa thuận và gắn kết của hoa đào ấy, nó cũng là một cái biểu tượng gắn kết tình nghĩa của sự chung thủy. Hoa đào mang đầy cái giá trị nhân văn để gửi gắm những cái điều mong muốn cho một năm mới được đủ đầy, đấy, hòa thuận và gắn kết giữa mọi người với nhau. Bên cạnh đó, cái sắc hồng của hoa đào được xem là cái sắc mang lại cái sự may mắn, cái sự ấm cúng, niềm vui, niềm tin và tình yêu đến một cái năm mới được hạnh phúc tràn đầy. Vậy nên, có một cái bình hoa đào hoặc là một cây hoa đào, một chậu hoa đào đặt để cúng gia tiên trong cái dịp 2-3 tháng chạp cũng là một cái điều mà cực kỳ may mắn. Đó, đó là loài hoa thứ 6. Tiếp theo loài hoa thứ 7 đó chính là hoa huệ. Kính thưa quý vị,
Hoa huệ tượng trưng cho cái sự sung túc đủ đầy. Các gia đình thường chọn hoa huệ để cắm lên bàn thờ với cái mong muốn sẽ có một cái cuộc sống đủ đầy, sung túc. Cái loài hoa huệ hay được chọn để cắm lên trên bàn thờ nhiều nhất là hoa huệ trắng. Hoa huệ là một cái loại hoa tuyệt đẹp và đầy cái phong cách. Đã từ lâu đã trở thành một cái biểu tượng của sự thanh cao và tình yêu trong sáng trong thế giới loài hoa. Với cái sắc đỏ tươi rực thì hoa huệ cũng gợi lên cái sự tươi sáng và nổi bật trong cái không gian xanh tươi. Tuy nhiên, cái ý nghĩa đặc biệt ẩn chứa trong cái loài hoa này là cái điều mà không phải ai cũng biết. Đó. Quý vị hãy cùng khám phá về những cái ý nghĩa khiến cho cái hoa huệ trở thành một trong những loài hoa nên được dâng cúng trên bàn thờ vào cái dịp 23 tháng Chạp cũng như là ngày lễ Tết sắp tới đây. Thưa quý vị, hoa huệ thường được coi là cái biểu tượng của sự thanh cao và tinh khiết. Màu trắng thuần khiết của hoa huệ đại diện cho cái sự trong sáng và là cái biểu tượng thuần khiết trong trái tim. Ngắm nhìn một cái bông hoa huệ trắng thì chúng ta cũng cảm nhận được một cái cảm giác là êm dịu, tĩnh lặng như một nụ hôn đến từ tự nhiên. Bên cạnh đó, không chỉ là cái biểu tượng của sự thanh cao, hoa huệ còn là một cái biểu tượng của sự lãng mạn và tình yêu và sự thân thiết. Cái sắc đỏ tươi của hoa huệ cũng tượng trưng cho cái tình yêu, đam mê và cái sự say mê. Nó là cái món quà hoàn hảo để thể hiện cái tình yêu và cái tấm lòng trung thành đối với một người đặc biệt trong cuộc sống của bạn. Tiếp theo là cái bên cạnh đó thì hoa huệ còn mang trong mình một cái thông điệp về cái sự tự tin và quyền lực. Với cái vẻ đẹp kiêu sa và cái đường cong quyến rũ, hoa huệ biểu thị cho cái sự tự tin và cái khả năng thể hiện bản thân. Đó cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta về cái sự quyết tâm và cái lòng dũng cảm trong cuộc sống ngày nay. Thêm nữa, hoa huệ cũng đại diện cho cái sự nở rộ và tương lai tươi sáng. Khi nhìn những cái hoa huệ nở rộng đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự hứng khởi và cái hy vọng về một cái tương lai tươi sáng. Hoa huệ thì khuyến khích chúng ta sống và đón nhận những cái thay đổi, mang đến những cái hy vọng rằng những cái điều khởi đầu mới sẽ đem đến những cái thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, hoa huệ cũng thể hiện cái sự tôn trọng và ca ngợi. Trong nhiều nền văn hóa thì hoa huệ được coi là cái biểu tượng của sự cao quý và quý trọng. Nó là một cách để chúng ta thể hiện cái sự ngưỡng mộ và tôn trọng đối với những người đã có thành tựu và đáng kính với cái phẩm chất đáng quý. Tiếp theo là hoa huệ là cái biểu tượng của sự tự do và cái sự độc lập. Với những cánh hoa tươi sáng trên những cái thân cây cao thẳng to, hoa huệ thể hiện cái khát vọng tự do hiện tại, không bị gò bó hay là hạn chế. Nó là cái biểu tượng cho cái sự độc lập và cái quyền tự quyết. Hoa huệ không chỉ là một cái loài hoa đẹp mà nó còn mang trong mình nhiều cái ý nghĩa sâu sắc đặc biệt. Từ sự thanh cao tinh khiết, tình yêu và cái sự thân thiết đến cái sự tự tin và cả quyền lực, hoa huệ kết hợp tất cả những cái giá trị này để truyền tải thông điệp về cái sự nở rộ, về cái tương lai tươi sáng, tôn trọng và cái sự tự do. Kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái loại hoa tốt lành có thể dâng cúng lên trên bàn thờ trong dịp ngày 23 tháng Chạp cũng như là ngày lễ Tết sắp tới đây. Hy vọng những thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị phần nào nắm được những cái loại hoa và lựa chọn được cho mình những cái loại hoa phù hợp nhất để dâng cúng lên ông bà tổ tiên trong cái dịp 23 tháng Chạp sắp tới đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.